chị hai kìa, anh chị hai đang quay phim. Chụp chỗ Đức Mẹ là đẹp lắm á. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp quên nãy không đem cái ai. Ừ, bác có rồi, bác phải xài. Đi vòng vòng đằng sau đấy. Rồi đứng đây chụp cho. Đi ra đằng sau về. À, đi rồi. Phải xếp hàng cái gì.